Chào mọi người, hôm nay công ty bên mình đóng gói hàng gửi đi xa. Đây là sữa ong chúa 500g. Do đi xa nên là các bạn sẽ đóng gói kỹ một xíu, là có hộp xốp, đá gel và mấy bạn chèn thêm bóng khí. Đây là cách đóng gói bên công ty. Để đảm bảo cái độ mà chống sốc với lại giữ được nhiệt lâu á, bên nên là bên mình sẽ chèn bóng khí ở bên ngoài luôn. Và sẽ cố định bằng băng keo trong. Và tiếp đó là sẽ dán mắc keo ngoài bằng màu vàng để cho bít hết các lỗ này, nó sẽ không thoát khí ra được và giữ nhiệt được lâu hơn. Và đây là phần đóng gói để gửi sữa ong chúa đi xa, nên là các bạn yên tâm, là các bạn ở tỉnh đặt hàng bên mình gửi đi xa thì có thể bảo quản đến 2 đến 3 ngày luôn. Và đây là cái khâu cuối cùng là dán hóa đơn. À, xong rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào. Ba, ba, năm. Rồi, tức là chỉ có cái năm là anh đánh cho em là năm năm thùng, là mỗi thùng là ba đấy, là năm đúng không em? Còn lại là ba hết ha. Rồi, em vì có những chụp hình gì cái nghiệp. Nắp dư vậy? Dạ, nắp dư anh. Sao người ta bán hết? Bán nắp sắp hết rồi. À còn đây, 100 đang còn nhiều mà. Có sữa 500 hết rồi. Ừ, 500 thì chắc phải qua tuần mới có. Nếu mà khách mua loại 500 gram thì nói khách lấy 5 hũ này đi ha. 5 hũ đó là 700 ngàn. Đúng rồi. Còn kia quan tâm mới có. Có điều sữa 500 thì rồi á, sao nó tháng 5 đến 7, 8, 9. Cái hạn dùng nó ấy đúng không? Hạn dùng nó hay là chỗ không?